thăm lại trường xưa, bỗng xôn xao biết bao kỷ niệm. Về thăm lại trường xưa, nghe xôn xao dạt dào nỗi nhớ. Nhớ áo trắng bay bay, nhớ vai sát bên vai, tay sát trong tay, ngày nào đến trường tìm em giờ ở đâu. Chẳng lẽ em quên anh, chẳng lẽ em xa anh, chẳng lẽ trong mong manh, trong tim anh chỉ còn nỗi nhớ. Chẳng lẽ trong phong ba thuyền cũng theo khơi xa, để cách chia đôi ta suốt đời. Ngày trở về Đinh Ninh, gặp người em xưa, vui bên nhau vòng tay ấm. Mắt em khi nhìn anh, mắt anh khi nhìn em, tìm chút hương xưa, hạt nắng trong mưa, một chút xa xôi, một chút bồi hồi. Về thăm lại trường xưa, bỗng xôn xao biết bao kỷ niệm. Về thăm lại trường xưa, nghe xôn xao dạt dào nỗi nhớ. Nhớ áo trắng bay bay, nhớ vai sát bên vai, tay sát trong tay, ngày nào đến trường tìm em giờ ở đâu. Chẳng lẽ em quên anh, chẳng lẽ xa anh, chẳng lẽ trong mong manh, trong tim anh chỉ còn nỗi nhớ. Chẳng lẽ trong phong ba thuyền cũng theo khơi xa, để cách chia đôi ta suốt đời. Ngày trở về Đinh Ninh, gặp người em xưa, vui bên nhau vòng tay ấm. Mắt em khi nhìn anh, mắt anh khi nhìn em, tìm chút hương xưa, hạt nắng trong mưa, một chút xa xôi, một chút bồi hồi. Ôi nhớ chàng ngày ấy, thầy Trạng Viện, nguyên hiệu trưởng trường tiểu học Long An. Có thể không sao mà chúng em mấy các khách đến trường cũng dự buổi lễ hôm nay. Xin các bạn giới thiệu cô Phần Thị Liên, nguyên hiệu phó trường trung tâm cơ sở Thái Đức Dụng, cũng là người chủ trì của lớp 7B của chúng em. Xin các bạn giới thiệu. Thầy Nguyễn Văn Thanh, hiện hiệu trưởng trường tiểu học Long An, cũng dự buổi lễ hôm nay. Và xa hơn là bọn Nguyễn Văn Vương từ thành phố Hồ Chí Minh lạng lầu cái này cũng có bạn. Và một số bạn, bạn Lê Thị Kim Liên từ Đắk Lắk, thành phố Buôn Ma Thuột, bạn các bạn chiều qua thì giới thiệu. Và cùng bọn Nguyễn Minh ở xứ sở Lâm Đồng cũng có bạn từ rất là lâu, hôm nay cũng có bạn. Đỗ Đại và thầy Lê Quang Minh là nguyên hiệu phó trường tiểu học Long An, trường trung học.
trung tâm cơ sở số 2 Nguyễn Hữu là có một tờ ý kiến. Thưa bác khai mạc, được ban tổ chức mời khai mạc các toàn thể thầy giáo, cô giáo, cũng là giáo viên, là các bộ quản lý của trường của đồng cơ sở số 2 Nguyễn phát biểu trong buổi kính thưa các vị đại biểu, các thầy cô, các thầy giáo, cô giáo, nguyên là cán bộ quản lý, là giáo viên giảng dạy tại trường phổ thông cơ sở số 2 Đức Nhuận của những năm trước đây, hôm nay có mặt cùng tất cả các em học sinh cũ của nhà trường thuộc một khối lớp khoa học 1939-1983. Kính thưa tất cả quý vị cùng tất cả em, trong cuộc đời làm nhà giáo, một tâm tư chung của chúng tôi đó là cái giá trị nhất của sự nghiệp, của quá trình công hiến của mình là được cộng đồng công nhận, được xã hội tôn vinh, được đồng nghiệp yêu mến và được các học sinh quý trọng. Hôm nay các em tổ chức cuộc gặp mặt với nhau để nhớ lại 25 năm về trước sự hiện diện của chúng tôi. Đó là một sự xúc động, một ghi nhớ trân trọng, một cái gì đó vừa ấm tình, vừa trìu mến, vừa sẻ chia, thể hiện sự quan tâm ngầu đậm. Cùng với các em, thế hệ các em đã được sinh ra và lớn lên trong thời đại nhìn chung là vinh quang. Bởi vì đất nước chúng ta ngày đó đang đi vào thời kỳ bình yên mà các thế hệ trước đó mơ ước và đã hy sinh. Thời điểm các em còn ngồi ở ghế nhà trường này là thời điểm đất nước đang vào giai đoạn cực kỳ khó khăn. Tuy đất nước đã được hòa bình độc lập thống nhất, nhưng đây là giai đoạn vừa thoát khỏi cuộc chiến tranh tàn khốc, cả nước đang ra sức khẩn gắn với tương chiến tranh. Điểm đặc biệt là nền kinh tế nông nghiệp, nông thôn luôn là gánh nặng, là khó khăn nhất. Nhất là nền sản xuất nông nghiệp lúc bây giờ chưa phải là nền sản xuất hàng hóa, nên còn trì trệ đình đống, ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm, mùa thức phương tiện phục vụ khách hầu như chưa có. Trong điều kiện như vậy thì chúng ta mới đương đầu với cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam, lớp lớp thanh niên tiếp tục trên đường. Về giáo dục, chúng tôi đều bộ phận là những khóa đào tạo đầu tiên, nói chung chỉ để xử lý tình huống, đảm bảo được số lượng đáp ứng nhu cầu phát triển trường lớp. Chỉ có một tập sách giáo khoa duy nhất để đi lớp về cơ sở vật chất, lúc bây giờ còn rất mờ mịt. Nơi có điều kiện làm mới thì chỉ làm mới được vách đất lợp ngói. Một cuộc sống của thời kỳ vô cấp đó, ai cũng giống ai, cho nên về mặt tinh thần rất lạc quan, yêu đời. Thế hệ ngồi tham dự với các em bây giờ vào thời các em đã đạt và càng đạt cao hơn nữa, nhất là ở tuổi U40 thì các em, đó là điều chúng tôi hoàn toàn hy vọng với các em. Được về tham dự với các em và được phát biểu trong cuộc gặp mặt lần này, tôi rất cảm động và ghi nhớ tất cả các em. Chúc các em tiếp tục vươn lên thành đạt hơn, hạnh phúc hơn. Chúc các vị đại biểu, các thầy giáo, các cô giáo, đồng nghiệp dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Trên thì đơn vị của Cường Sơn Công An có một lời phát biểu về cái ngày hội ngộ hôm nay, cho nên mời bà Nguyễn Hữu.